Anh taxi ở Bình Dương lúc 3 giờ sáng. Hôm nay shipper có nghề mới là đi lái taxi ở Bình Dương lúc 3 giờ sáng các bạn. Ok, đón được một bà khách nè. Ê, ê, khách an toàn vô. Xe tôi bị đứt thắng rồi, xe tôi bị đứt thắng.